Vâng, thầy xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải cái loạt bài toán về cái hàm bậc hai. Thì cái đề toán như là thầy đính ở trên cái bảng này, các em xem cái đề bài toán này. Các em có thể dừng video lại và chép cái đề toán này vào trong vở thì nó cũng được. Không, thầy để sẵn cái này. Bây giờ thầy diễn dịch cái bài toán này một chút nha. Cái đề bài toán như thế này. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao là 1m6 so với mặt đất, với cái vận tốc là 10m/giây. Độ cao của bóng theo thời gian t được cho bởi cái hàm số là ht bằng -4.9t bình phương cộng cho 10t cộng cho 1.6. Ở đây người ta đưa ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là bóng có thể đạt lên tới cái độ cao là 7 mét không? Tức là nó lên cao tới 7 mét không? Cái câu thứ hai á, là cái thời gian mà bóng nó ở trên cái độ cao trên 5 mét đó là bao lâu? À, cái hai cái ý mà bài toán này đưa ra như vậy đó. Tức là cái độ cao nhất mà trái bóng nó có thể đạt được đó thì nó có tới 7 mét hay không? Và cái thứ hai là cái thời gian mà bóng nó ở trên cao trên 5 mét á, thì nó tồn tại trên cái thời gian đó là trên cái độ cao đó là bao lâu. Thôi thì bây giờ thầy trò mình sẽ phân tích cái bài toán này như thế nào nhé. Thì bây giờ trước hết á, thầy sẽ hướng dẫn đi. Trước hết á, thì thầy sẽ đưa cái hàm người ta cho ra đây, ngày ht -4.9t bình phương cộng cho 10t cộng cho 1.6. Cái này thì nó có một cái vấn đề như thế này nè. Các em vừa năm vừa rồi mà học cái chương trình lớp 10 rồi đó thì các em rất là dễ nhận ra, bởi vì đề ở đây người ta cho là cái vận tốc ban đầu là 10m/giây. Các em mới lớp 9 lên thì không biết cái chuyện này đâu, nhưng mà thầy đưa cái đề bài tập này vào trong cái chương hàm bậc hai này á, là cái lý do là các em mới lớp 9 lên cũng không cần thiết là phải biết cái này như thế nào, mà các em từ cái hàm số người ta đã cho này thì các em có thể giải quyết được các cái câu hỏi đặt ra. Đấy. Còn các em mà nó đã học lớp 10 rồi, nó học qua cái chuyển động rơi tự do, chuyển động ném lên, chuyển động ném ngang, chuyển động ném xuống thì nó rất là dễ hiểu cái 10 đây, cái vận tốc đầu đây thì nó là số 10 đây. Thầy nói lại để cho các em mà năm vừa rồi mà đã học lớp 10 rồi á, mà nếu mà xem cái video này mà để ôn lại thì nó vậy. Còn các em lớp 9 thì không cần thiết phải biết cái này là cái gì. Rồi mai mốt thì các em sẽ học cái này thôi. Bây giờ chúng ta trở lại cái nội dung chính của cái bài toán nha. Thì ở đây á, là như là thầy phân tích ở các cái video trước rồi á, thì đây nó là một cái hàm bậc 2, phải không? Nó giống như là y bằng ax cộng b, ax bình phương cộng bx cộng c á. Thì ở đây thầy phân tích ra để cho các em thấy một cách nó rất là tường minh nha. Cái hệ số a đó thì nó bằng -4.9, rõ ràng là nó âm. Mà như thầy đã nói ở các cái video trước rồi, hãy nó âm là con các em cứ vẽ xuống như thế này. Đó. Tự mình nói với mình nó như vậy đó là mình biết rồi. Thấy không? A nó như vậy. Rồi thì ở đây sẵn đó là thầy cho B luôn. B nó bằng 10. B bằng 10 là bằng là một số chẵn đó chưa? Như vậy thì tội gì mà mình không đưa ra B phép bằng 5 cho nó đơn giản cái bài toán. Thấy không? Rồi C là bằng 1.6. Đấy. Rồi, như vậy thì bây giờ để mà giải quyết cái câu A này á, thì cái mình làm như sao? Bởi vì cái hệ số A nó âm, cho nên mình phát họa ra cái đồ thị nó như thế này. Rồi cái đồ thị nó như thế này. Các em cứ mạnh dạn vẽ trên giấy nháp như vậy cho thầy, phải không? Thì cái hệ số A nó âm á, thì nó quay xuống, phải không? Bây giờ là người ta hỏi là bóng có thể đạt lên cái độ cao nào, thì mình biết rằng a nó âm nó quay xuống thì nó có điểm cực đại. Đấy, a nó âm nó quay xuống, cái bề lốm nó quay xuống á, a nó âm cái bề lốm nó quay xuống á thì nó có cái điểm cực đại.
ở đây là cái hình phác họa mà thực sự ra các em dựa vào cái hình phác họa là các em giải được ngay, chẳng có gì hết. Thì cái đây rõ ràng là cái chỗ này rõ ràng là trong cái phần giáo khoa, cái đây chỗ này chính là tọa độ đỉnh nè, là y nè, nhưng mà đừng có viết y nha, viết hy và viết là bằng trừ delta trên 4a, đúng không các em? Đấy, mình cứ viết bài bản vậy đi. Đấy, thì cái này nè, cái này nè, cái này chính là, cái đây là nó là t nha, tức là h theo t mà, thì cái đây là t, thì ở đây mình nói là x y thì cái đây là t y bằng trừ b trên 2 a, đúng không em? B trên 2 a. Thôi thì để như vậy đi, tức là người ta hỏi là bóng có thể đạt đi cái độ cao nào, như vậy thì mình đi tính h y thôi, mình tính h y thử thế nào là bao nhiêu, ha? Mình tính h y thử tính là bao nhiêu, như vậy thì thầy sẽ giữ cái một chút về cái hình phác họa này. Để cho các em dựa vào đó mà các em làm. Thì như vậy thì chúng ta chỉ là cứ nhìn cái hình vẽ làm thôi, nhìn cái hình vẽ làm thôi, chứ chúng ta cũng không có cần gì mà phải suy nghĩ chi cho nó mệt cái đầu, thấy không? Thì bây giờ thầy vẽ phác họa như thế này. Bây giờ tính cái y thôi, tính cái y tức là tính cái hy nè, bằng trừ delta trên 4a. Bây giờ mình đi vào câu A nè. Câu A là độ cao bóng đạt được chính là tọa độ đỉnh, tức là tung độ đỉnh đó. Tung độ đỉnh thì ta có là gì? Ta có là hy bằng trừ delta trên 4a. Mà ở đây là như hồi nãy thầy nói rồi, b nó chẳng, cho nên mình sử dụng là delta phép nhé. Nếu mà delta phép á thì mình rất lợi là thay vì 4a thì mình chỉ chia cho a thôi, bằng trừ, từ từ làm thôi nha, nắm chắc cái này làm thôi. Bây giờ a thì đã để sẵn là 4 trừ 4,9 nè, đúng không? Đấy, trừ dấu trừ đã có rồi nè. Delta phép bằng b phép bình phương thì có phải là 5 bình phương không? B phép bình phương trừ cho ac, trừ cho AC, mà AC nó âm, như vậy trừ cho AC tức là cộng luôn. 4,9, 1,6. Đấy. Thì rõ ràng là các em thấy là trên này nó có dấu trừ, dưới này nó có dấu trừ, như vậy thì nó trở thành là dấu cộng rồi. Trở thành dấu cộng rồi. Thì ở đây thì đã tính ra được là nó là 6,7. Nhập vô cái này là tính là 6,7. 6,7 mấy? Như vậy thì người ta hỏi là nó có đạt tới độ cao 7 mét không, thì mình nói là HI nhỏ hơn 7 mét. Mình có thể nói một cách đơn giản vậy thôi, hay là mình trả lời là bóng không đạt độ cao 7 mét. Nói chung là tới đây thì các em nói sao đó cũng được. Các em viết là HI nhỏ hơn 7 là bóng không đạt độ cao 7 mét thôi. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ ta sang câu B. Cái câu B này á, thì là bóng ở độ cao nào? Bóng ở độ cao trên 5 mét á, trong khoảng thời gian bao lâu? Thì thầy sẽ vẽ cái hình phác họa ra một lần nữa để cho các em thấy nha. Bây giờ thầy vẽ ra nè, là bóng, viết câu hỏi nè, bóng ở độ cao trên 5 mét, thời gian bóng ở độ cao trên 5 mét, thời gian bóng ở độ cao trên 5 mét. Rồi, như vậy thì tới đây thì sẽ hạ cái bảng này xuống đi, để cho nó rộng cái bảng, mình viết cho nó thoải mái nha.
Rồi bây giờ như vậy là thầy sẽ vẽ cái đồ thị ra. Thầy sẽ vẽ cái đồ thị ra rất đơn giản thôi. Ông có phải là ông có phải cần gì mà chi tiết cho nó cực. Cái này là T dây này. À, cái này là HT này. À HT đúng rồi, HT. Cái này tính bằng mét nè. À, cái này là mình cho là điểm điểm O đi. Thấy không? À, cái này là nó đi lên từ cái độ cao 1m6, có nghĩa là như thế này. Đây, mình vẽ đại nó dễ đi. Nếu mà cái parabol đầy đủ thì nó sẽ là như thế này. Nhưng mà ở đây nữa đó là nó bắt đầu từ cái độ cao 1m6 nha. À, chứ không phải là nó bắt đầu từ dưới mặt đất. Ở đây là mặt đất nè. Đấy. Thì cái độ cao này nè, mình tính rồi, HI này mình tính rồi nè, là 6,7 mình tính ra rồi nè. Bây giờ nó 5m thì rõ ràng nó là nó dưới 6,7. 5m, ví dụ như 5m ở chỗ này. Ví dụ nha, 5m ở chỗ này. Cái đây là chiều cao H 5m nè. Như vậy thì đây là một cái đường thẳng nằm ngang H bằng 5. Cái đường thẳng nằm ngang H bằng 5 nè. Nó sẽ cắt cái parabol tại hai điểm. Đó, thầy tạm gọi là điểm M1 và điểm M2. À, điểm M1 và điểm M2. À, thì cái điểm M1 và điểm M2 á, nó có cái hoành độ khác nhau nha. Nó có hoành độ khác nhau, nhưng mà nó có tung độ là bằng 5. Và đồng thời theo các em biết là như thế này, M1 cũng nằm trên parabol mà M2 cũng nằm trên parabol. Như vậy thì cái M1, M2 á, nó thỏa mãn cái phương trình của parabol. À, ở đây mình cho là H bằng 5 vậy thôi. Mình cho H bằng 5. Mình thế là Thế H bằng 5 vào cái phương trình của cái người ta cho là cái phương trình. Thầy đặt vào hoa thị đi, vào hoa thị đi. À, thì mình sẽ có nè, H ở đây mình thế bằng 5 nè, bằng nè trừ 4,9 t bình phương cộng cho 10 t, à, cộng cho 1,6. Đấy, các em theo dõi nha. Tức là trong trường hợp này đó là cái chỗ này á, cái chỗ này là H nó bằng 5. Thấy không? Cái chỗ này H bằng 5. Cái chỗ này là H bằng 1,6, còn cái chỗ này là H bằng 5. Như vậy thì cái đường thẳng H bằng 5 á, nó song song với trục hoành và nó cắt cái đồ thị tại hai điểm M1 và M2 này nè. Chính là hai cái nghiệm là cái nghiệm T1 và T2. Bây giờ thầy sẽ chuyển qua để thầy tạo nó thành một cái phương trình bậc 2 hoàn chỉnh nha. Trừ 4,9 thì chuyển qua là 4,9 t bình phương. Cộng 10t thì chuyển qua là trừ 10t. 1,6 này thì chuyển qua là nó thành ra là bao nhiêu? Nó là 3,4 đúng không? Đúng rồi, 3,4 là bằng 0. Đấy. Như vậy thì tới đây thì các em thấy rằng đây là một cái phương trình bậc 2 theo t. Thấy không? Có hệ số A là 4,9, B là trừ 10 và C nó là bằng 3,4. À, thì cái này các em nhập vào Casio, các em bấm máy thôi, nó ra thôi. Nó rất là đơn giản. Như vậy thì cái này nè, cái thời gian á, mà cái trái bóng nó đi từ M1 cho tới M2 á, đó là cái thời gian, đó là cái thời, đó là tức là cái phần đồ thị này. Thì cái phần đồ thị này á, thì ta thấy rằng nó trên 5m và nó kéo dài từ T1 tới T2. Mà như vậy á, thì thầy sẽ đi tìm T1 và T2 bằng cách thầy giải cái phương trình này. Thì giải cái phương trình này á, nó sẽ ra một cái hai cái nghiệm. Máy nó cho thầy biết đó là T1 bằng 0,43 và cho ra T2 là bằng 1, nó tương đương thôi, 1,61. À, như vậy thì mình tính vào đây nha, T1 là 0,43, thì tính vào đây là 0,43, đây là 0,43 và T2 là 1,61. Có nghĩa là gì? Về mặt ý nghĩa vật vật lý á,
thì mình thấy rằng từ cái thời điểm là 0.43 giây cho tới cái thời điểm là 1.61 giây thì cái trái bóng nó ở cái độ cao là trên 5 mét. À, mà cái đề bài toán là cái thời gian nó ở cái độ cao đó bao nhiêu, như vậy thì mình cứ là delta t nhé. Delta t tức là cái khoảng thời gian này nè. À, delta t thì mình nói là t2 trừ t1. Đấy. Nó là bao nhiêu? Nó là 1.18 giây. Nó bằng 1.18 giây. Đấy. Tức là trong cái khoảng thời gian là 1.18 giây á, thì cái trái bóng nó ở, nó đi theo quỹ đạo này, và trên cái quỹ đạo này thì nó là trên 5 mét. Trên 5 mét. Đấy. Và cái bài toán hôm nay là tới đây là hết. Thì thầy chào các em nha, thầy hẹn các em trong các cái bài giảng tiếp theo nha. Thầy chào các em.